tội nghiệp quá trời quá đất luôn vậy đó. Không biết nó có bị gì không nữa. Trời ơi, con nghĩ tới cảnh mà ảnh phải gặp chị Đào nhà con mà phải lén la lén lút á. Nó giống giống cái gì ở bên châu Âu á gì. Kêu bằng Romeo Juliet. Mà con nhớ cái kết cục đó là hình như là hai người chết queo phải không gì? Con ngót nó chết queo luôn à. Chị nói thiệt á, nếu mà là chị sẽ cho họ một cơ hội để họ gặp nhau. Tại vì thấy không, Hải rất là dễ thương, vừa tốt bụng, mà Hải nó thương Đào quá trời luôn. Đúng, Hải nói đúng. Hôm bữa có qua đó, cái định vô thăm mà có tí ở nhà đâu dám vô đâu, thấy thương lắm, đúng không? Đúng không? Chị nói đúng không? Đúng. Tội nghiệp lắm. Mày nói đúng đó. Vì thấy hai đứa nó đều có tình cảm với nhau, chẳng lẽ có chút hiểu lầm vậy á mà để khổ cho nhau vậy sao, đúng không? Thì đó. Ba cái chuyện hiểu lầm giận hờn là trò con nít. Đúng. Mình lớn rồi mình không có chơi. Đúng. Bởi vì hôm bữa con nói thiệt, con thấy hoài cảnh Hải tới đứng trước cửa nhà đợi anh Đào mà không dám vô. Là sợ tía con. Tía con khó mà muốn vô cũng không dám nữa. Thiệt tình. Nè, mày biết không, có bữa tao thấy trời mưa tầm tã luôn, mà tao thấy nó đứng ở ngoài nó ngóng vô trong này nè. Trời ơi, rồi có bữa biết sao không, nó còn nhảy rào trượt chân té nữa. Ý chết cha. Té nữa hả? Bay cho nó cơ hội cho rồi, coi như là mình cho người ta cơ hội đi. Thì con cũng bàn bạc cái gì sầm á. Thì buồn nói chuyện tào lao chơi vậy mà. Ngồi đi. Tía ngồi đi tiếp. Tôi nói cho mày biết, thằng Hải mà có tới đây á, cấm cửa không có cho nó vô nhà nghe chưa. Ông đâu có đi cửa trước đâu, ông leo rào mà. Vậy giờ sao, có cho vô không? Tía nói tía cấm cửa chứ đâu nói cấm rào đâu. Mình phải lách luật chứ. Yeah.